thấy gì không? Để anh dẫn anh đi ăn. Thời buổi bây giờ anh thấy không? Nguy hiểm lắm, bỏ tiền vô túi đi. Trời ơi, cái gì mà bỏ tiền mặt ra ngoài đường nguy hiểm vậy? Anh chị, làm ơn cho em mượn 1 triệu em về Cà Mau đi anh chị. Em bị mất vớ ráo rồi. Chị bị mất phí hả? Chị điện thoại cho báo chính quyền đi chị ơi. Người ta mất cái điện thoại rồi mà gọi cho chính quyền gì bà nội. Nè chị, 1, 2, 3, thôi nè, về lại chị, về quê đi. Dạ. Anh nghĩ sao vậy? Người ta xin anh, người ta mượn có 1 triệu mà anh cho 3 triệu. Rồi người ta đi mất tiêu rồi, người ta gạt anh rồi sao? Sao anh tin người quá vậy? Ta nói người ta không có gạt là không có gạt. Nhìn vậy sao mà gạt được? Nhìn vậy là nhìn sao? Không lẽ nó đẹp hơn tao? Anh có lùm cái điện thoại cái bóp nó đây nè. Anh có lùm cái điện thoại cái bóp nó đây nè. Trời đất ơi. Gì em? Ừ. Anh rửa chén rồi mà. Tao ở dưới tao nói chuyện không có lại mày. Tao kêu mày xuống rửa chén là mày rửa có hai cái chén của hai đứa ăn nè. Rồi còn cái son, cái nồi, cái chảo, cái dĩa. Mày chơi cho tao rửa hay gì? Ê, tao kêu chị tao lên tao rửa cho mày. Mày làm thế mày chơi gì? Ủa em kêu anh rửa chén mà. Đâu có dặn anh rửa son nồi đâu. Vì sao lúc mới quen á? Ừ. Mày dặn mày hung cái môi tao thôi. Mày còn làm cái khác nữa là sao? À. Chồng ơi, vợ chồng mình lấy nhau được 4 năm rồi ấy. Bây giờ vợ có cái thử thách này xem chồng có nhận ra vợ không nhá. Thử thách gì? Thử đi là biết. Chơi trời được gì. Định. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Ý. No. Hee 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 hee.
Trời, nằm đây làm gì mà mặc quạo dữ vậy? Có quạo trong mày á. Mắc gì quạo? Mày nghĩ cái lúc đầu của tao chơi, tao không cho nó chơi. Giờ tao cho nó chơi chơi nữa chừng rút ra, vậy ai chịu cho nổi? Hàng bay ngoại tình hả? Ngoại tình gì bà nội? Chứ hàng bay làm gì? Lúc đầu nó xin tao chơi hụi, giờ tao cho nó chơi chơi nữa chừng rút ra rồi tiền đâu tao đắp vô. Ừ là trời. Ai kia thiên hạ nó đồn, chị Tư bán chuối có. Bà già mà mất nết, tôi thích bà điền á. Ủa làm gì mất nết? Trời ơi, ông nghe đây nè. Ngoài kia thiên hạ nó đồn, chị Tư bán chuối có cái mồm thiệt to. Em muốn ăn cái gì anh dẫn em đi ăn. Em muốn ăn gì cũng được hết trơn á. Phở không? Ăn phở hoài ngán quá à. Mỹ không? Mỹ ăn mặn. Ăn bơ gơ không? Ăn bơ gơ mặn luôn nữa. Cơm tắm không? Ăn cơm tắm hả? Cơm tắm thì ngày nào cũng ăn cơm ngán chứ. Ăn dép không? Trời ơi! Trời ơi! Hỏi nè, ấy có người yêu chưa? Mới quen được con gái có mấy ngày, nó chơi nghèo, nó không quen nữa, buồn chứ. Thôi đừng có buồn, đừng có giữ người ra đi, mà hãy giữ người ở lại. Bỏ đi, lấy người khác. Lấy ai bây giờ? Em nè, chứ ai? Nhìn cái mặt bà, em của má tôi thì có.